trên chị trung quân chị là có mãi chị chị nè muốn mượn tiền nữa đây không cho bữa nó còn đến cả ăn gà cuốn cả gà luôn gà với vịt đó là heo rừng xí nãng gà xí nãng gà làm rồi cũng làm đó bắt làm là vì anh nó mới cho ta mới làm nhưng mà sao chúng ta làm không được cái đó làm luôn nhưng mà chờ em đang đi lệ buồn ra một tiếng đó có chi xí nãng gà em lái xong em chạy ngang đưa anh vậy nhưng mà chưa biết mấy giờ nha làm xong mới đi thì không hàng giờ có chi em điền hay gà sẵn làm rồi thì về làm nấu thôi hả mà chị lo là chắc thấy rõ đi lần ba lần em đi lần ba đúng không đỡ hẳn rồi kìa đỡ hồi xưa gì xưa quay từ sáng đến trưa cũng còn nhỏ xí gì kiểm tra chẳng cái nó hỏi tự nhiên là cái chi nó không biết gu nè để xí chị làm ấy. Chờ chị trời đã chưa nè wow đi riêng mà thanh niên người già chồng có vậy họ đi riêng mà cứ hay bị lộn như thế tôi chỉ đàm nhỏ cũng muộn trâu sợ khó mà đẹp được này cái liều vậy cũng nhớ này để hỏi lại này cái chị không biết thì hỏi nghĩa là một hộp là mình đánh đều đúng không dạ đánh lớp mỏng thôi dạ mới đầu là đánh dài hay mỏng trừ về á trừ về à ừ, về đánh dài hay mỏng quá trời lớp mỏng bình thường thôi nhưng rồi. Mà đánh đều hay. Đều là đánh đều là ngày nào cũng đánh nào còn đó. Sau này ổn rồi á thì cách ra cách ngày đó cách ngày đánh ngày đúng rồi nhưng một ngày đánh lần hay là đánh hai lần lần thôi một lần trước khi đi ngủ hay là đánh buổi sáng dạ trước khi đi ngủ ừ. Họ cho rõ ra gì sợ kỹ gì sợ lâu lắm không uống cà phê sợ rồi sợ rung ví dụ như sâu lưng mình không lễ sâu lưng có câu có không có mà có lễ nhiều không chỉ qua nhiều lắm hư cái lưng của em nữa trời ơi thôi xí cho bà Ly bà kiểm tra thử để luôn ví dụ chơi luôn mình nếu như không lễ mình chúc phúc có được không không phải lễ nhưng mà phải coi thử ông bị thâm hay là ông bị mụn đã dạ là mụn tôi rờ đi tôi cạy ra cục rờ đi cạy ra cục có đi nhưng mà em cái lưng hư cái lưng ngoãn rồi đó dạ chị trắng quá mà tay trắng vậy trắng bóc quá vừa rồi bị đi lễ mà hắn là mấy tuổi rồi chị cô ơi 26 26 có hả tuổi nhỏ mà to cái hả? Tuổi nhỏ mà to cái. Bởi nó vừa đâu nó lệ sau lưng mẫn không chịu lắm không chịu. Mà chừng nát cái lưng rồi cái lưng xấu cái lưng rồi. Ồ, con trai mà mặc áo không mặc áo rồi. Ừ thì đó. Thì không mặc áo đó. Không mặc áo mà giữ chứ. Thì không mặc áo mới giữ chứ. Cho nó đẹp chứ. Rồi chắc là út rồi.
thấy cưng chăm dễ sợ, mẹ chăm dễ sợ lo. Mà da ông trắng mà trắng quá. Tay ông này, cái tay ông nắng bóc. Tay trắng môi đỏ này. Con 206 à. Con bé đi 202. 202 là bà hơn 4 tuổi. Mà có nghĩa là cô đã học lớp 10 hay cô? 10. 10 yêu rồi nha. Yêu chưa câu? cười là ta nghi lắm nha. Nghi là... Từ đem trong hơi sao đấy chứ để nó phò quá. Cô này là Úc hả cô? Úc đó thì hai thằng cái mấy, thằng 88 với thằng 206. 88 và 20 thì... Đố cô bao nhiêu tuổi đó? Không, nhỏ lắm. Nhỏ là bao nhiêu? Khó đoán tuổi. Chú bị cái ly mừng nè. Tự nhiên nói, tự nhiên nói đó là cô biết mình mấy tuổi rồi. Nhỏ, nhưng mà nhỏ. Cô đoán tuổi bao nhiêu? 20 trở lại nè. 18 tuổi. 7, 19. 19 rồi hả? 30 rồi cô. 30 đó. Hai mấy cái ly? 29 cô. Thôi cô đoán quá mà trẻ thì được. Hai cái đường đẳng sau chứ. Thôi đi. Nhìn cái ly. 29 đâu mà. Đừng ế rồi. Cô làm mai cho người. Cô ngồi chỗ này là lạnh nhất rồi đó, họng bị hò. Do cô mặc áo kìa. Chờ nhiều, nhiều ghê. Còn mấy phút là còn tráng nữa. Tráng, ăn cái tráng chưa, tráng mấy cái máy tráng rồi. Trái mấy cái nhỏ hơn nhiều á. Bà nhỏ bên nó nhiều hay ít á. Chờ nó chết ít gì. Rồi cái trái này là xong bên này nè. Ủa nó không có chu nữa hả? Chưa bà. Alo. Có em. Đúng rồi, đúng rồi em. Ok ok. Hôm bữa là phát tại nhà rồi đúng không? Đây nhìn đây nghe. Trời, cái clip giá trị. Cái cuối nó đã vậy ta. Từng từng. Thường cái ha, vui đó. Tự nhiên giống như là 12-13 phút đó. Rất là lúc đầu. Có những cái đã gì là giá trị. Tự nhiên hồi nãy thấy tưởng không còn chi. Quen rồi. Biết là vài lần rồi. Nhưng mà cũng giỏi hết chứ. Xí chỗ này nữa là xong. Trên trán nó lì ghê.
Xí lại xí. Trắng xong rồi. Rồi. Cô đắp mặt không cô? Cô có đắp mặt không? Đắp mặt ai? Cô nè. Ờ, thì đắp nhé. Chứ mà làm đủ thủ tục tôi đó. Alo. Alo, chị à? Ừ. Chị đến hàng cho em, qua chị báo là 225 nghìn bảo mà. À, cái nói là nhân viên chị trả lời trên nó, chị không rõ em ơi. Có gì em cứ nhắn tin đi hỉ. Không, họ xuất hàng đấy, họ nói là 230. Chị báo phí ship cho em là 25 nghìn á. Thì em cứ trả đi rồi cái gì hồi dự tính sao, trừ chị cũng đang bận làm á, chị không biết được á.